Liên đoàn bóng đá Trung Quốc có quyết định gây bất ngờ khiến truyền thông Việt Nam đang tác nghiệp tại UAE bị việt vị, không kịp trở tay. Ngay trước khi bắt đầu buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam tại Sharjah diễn ra, các nhân viên an ninh của sân tập đã yêu cầu toàn bộ giới truyền thông Việt Nam ra ngoài. Bất chấp sự can thiệp của đại diện VFF, đội ngũ bảo vệ ở sân vẫn nhất quyết từ chối cho truyền thông Việt Nam vào sân tác nghiệp. Theo lời giải thích từ phía ban quản lý, đây là yêu cầu đến từ phía Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vì muốn đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Do các phóng viên Việt Nam không nằm trong diện bóng bóng, cùng ăn ở, di chuyển, cùng xét nghiệm PCR với đội tuyển nên bị cấm tác nghiệp trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Phía Liên đoàn bóng đá Trung Quốc yêu cầu buổi tập diễn ra đóng kín với truyền thông vì dịch COVID-19. Giới truyền thông Việt Nam có thể tác nghiệp có thể trở lại vào ngày 4 tháng 10 khi đoàn lãnh đạo AFC đến UAE và đưa ra quyết định cuối cùng, đại diện ban quản lý sân cho biết. Được biết, quyết định không cho truyền thông Việt Nam tác nghiệp không được phía Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thông báo trước. Điều này gây ra khó khăn cho các phóng viên lặn lội từ Việt Nam đến UAE theo chân ghi hình thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho trận đấu gặp Trung Quốc ngày 7 tháng 10. Trận đấu sắp tới, Trung Quốc được coi là chủ nhà nên ban quản lý sân tập tại UAE buộc phải làm theo yêu cầu. Theo tìm hiểu, những cán bộ truyền thông của đội tuyển Trung Quốc cũng phải tuân thủ rất nhiều các nguyên tắc nghiêm ngặt. Họ phải sinh hoạt trong bong bóng, chỉ được tác nghiệp theo thời gian quy định. Ngay ở trận đấu giao hữu với Syria vừa qua, các cán bộ truyền thông cũng không được có mặt tại sân. Trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, tức là 0 giờ ngày 8 tháng 10 tại sân Sharjah theo giờ Việt Nam.